Trên 1.300 thí sinh của huyện Phú Yên bước vào ngày thi thứ hai, cũng là ngày thi cuối cùng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 với bài thi tự chọn tổ hợp liên môn theo hình thức trắc nghiệm, gồm tổ hợp khoa học tự nhiên và tổ hợp khoa học xã hội. Kết thúc buổi thi sáng, nhiều thí sinh cho biết đề thi tổ hợp khoa học xã hội vừa sức, toàn bộ kiến thức đều đã học, chủ yếu lớp 12 và đã được thầy cô ôn tập cho kỹ trước kỳ thi. Còn về khối khoa học tự nhiên, các thí sinh đăng ký dự thi tổ hợp này cho biết đề vật lý và hóa học tương đối khó, đề có tính phân loại cao. Buổi chiều cùng ngày, các thí sinh bước vào thi môn cuối cùng là ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm khách quan với thời gian 60 phút. Sau 2 ngày thi, 3 điểm thi tại huyện Phú Yên diễn ra an toàn, không có thí sinh và giám thị vi phạm quy chế thi, không phải sử dụng phương án dự phòng, kỷ luật phòng thi được siết chặt, tất cả đề thi được bảo mật, an toàn tuyệt đối đến khi chuyển đến từng thí sinh trong các phòng thi. Cùng với đó, công tác bảo vệ, an ninh trật tự, an toàn giao thông được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, không có tình trạng người nhà tụ tập đông tại cổng trường và xung quanh khu vực thi. Đặc biệt, tại các điểm thi không có giám thị và thí sinh nào ốm, sốt liên quan đến dịch COVID-19. Các hoạt động hỗ trợ, tiếp sức mùa thi được phối hợp thực hiện hiệu quả, an toàn.